Xin chào các bạn khán giả. Hôm nay thì Xuân Anh lại là người đồng hành cùng các bạn trong bản tin dự báo livestream này, và hy vọng rằng là với những ý gửi tới tất cả các bạn đây thì sẽ có ích cho kế hoạch ngày mai của các bạn nhé. Xin chào Lương Anh, xin chào các bạn những bạn khán giả đầu tiên tham gia vào livestream nhá. Xin chào các bạn. Có lẽ là giờ này thì các bạn cũng ăn cơm xong rồi đúng không ạ? Hôm trước thì Xuân Anh livestream từ sớm khoảng tầm 7 giờ và Xuân Anh thấy rằng là có vẻ như không đông lắm. Các bạn bảo là giờ đấy đang ăn cơm. Nên hôm nay Xuân Anh livestream muộn hơn, thì hy vọng rằng là muộn hơn một chút các bạn ăn cơm xong rồi thì sẽ có nhiều thời gian để cùng vào tương tác với cả bản tin livestream này. Xin chào Hoàng Tuấn, Hưng Trần, Trang Mèo, Luyến Lưu, Lê Ngọc Linh. Xin chào các bạn. Trần Học Trung ạ. Hôm trước thì Xuân Anh có chia sẻ với các bạn về cái tình hình nắng nóng. Còn hôm nay thì sẽ lại là về diễn biến mưa rông. Có lẽ rằng là các bạn ở miền Bắc và miền Trung thì cũng đã quá bức bối và khó chịu với cả cảnh trời nắng nóng rồi đúng không ạ? Sang đến hôm nay thì một số nơi ở miền Bắc và miền Trung cũng đã có mưa. Bởi vậy mà cũng đã hạ nhiệt ở hai khu vực này rồi đúng không ạ? Các bạn có thể thấy ví dụ như ở thủ đô Hà Nội thì hôm nay không còn mức nắng nóng đặc biệt gay gắt nữa. Trời thì cũng đã có những khoảng nhiều mây hơn. Đỗ Kiệm xin chào. Mạnh Thắng, Nông Văn Giang, Tuyết Nghiêm xin chào. Huy Thái, Hồng Cao, Hưng Yên ngày mai thế nào phải không ạ? Phạm Minh Đức thì hỏi. Xin chào bạn. Gấu Đỏ xin chào các bạn. Dương Bùi xin chào. Theo dự báo thì trong khoảng đêm nay thì ở Đông Bắc Bộ là sẽ có mưa trước, sau đó sang đến ngày mai, về đêm nay thì dần dần là mưa sẽ lan dần sang ở phía Tây Bắc Bộ nữa, và những cơn mưa sẽ còn có thể ngắt quãng cho đến sáng ngày mai các bạn nhé. Tuy nhiên thì ở phía Tây Bắc Bộ thì có lẽ là mưa sẽ không đủ nhiều để làm hạ nhiệt hẳn. Nhiệt độ ngày mai có giảm nhưng mà vẫn ở mức nắng nóng gay gắt. Một số nơi vẫn có thể lên đến 37 độ, còn phổ biến là 35-36 độ nhá. Ở thủ đô Hà Nội cũng như là nhiều nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ thì ngày mai nhiệt độ thấp hơn, không còn nắng nóng nữa. Và ở thủ đô Hà Nội là 34 độ. 34 độ tuy không phải là mức nhiệt nắng nóng nữa, thế nhưng mà cảm giác thì vẫn sẽ khá là oi và bức, bởi vì rằng là mưa nó không đủ để giải tỏa ấy các bạn. Lê Văn Tuấn hỏi Hà Nam. Có bạn thì hỏi ở Nghệ An ạ. Thanh Xuân Nguyễn Văn Cảnh xin chào. Thanh Xuân Đỗ hỏi Bắc Ninh. Nguyễn Ngọc Tuấn, Đức Ban hỏi Hòa Bình. Phạm Văn Quang hỏi thời tiết tại Tây Nguyên. Rất ít khi có các bạn khán giả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hỏi, cho nên Xuân Anh sẽ ưu tiên bạn Phạm Văn Quang nhé. Đối với khu vực Tây Nguyên thì theo dự báo là ngày mai sẽ tiếp tục có mưa. Mưa đợt này là do gió Tây Nam, bởi vậy mà nó sẽ gây mưa chủ yếu là về chiều tối các bạn ạ. Và những mưa thì vẫn sẽ đi kèm với cảnh báo về lốc xoáy, gió giật mạnh và cả sấm sét nữa. Hôm nay thì mưa cũng đã xảy ra khá là nhiều ở một số nơi của khu vực Tây Nguyên rồi đúng không ạ? Và sang ngày mai thì cũng thế, cũng có dự báo là sẽ có mưa rông về chiều tối. Số cái điểm mưa vừa mưa to cảnh báo thì là tập trung chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên và ở khu vực Đông Nam Bộ các bạn nhé. Mưa vào đúng giờ tan tầm như thế, cho nên các bạn cũng chú ý là có thể là nó sẽ gây ra tình cảnh là tắc đường ở các khu đô thị. Còn đối với những cái vùng trũng thấp thì chúng ta cũng cần lưu ý, đấy là ngập úng cục bộ hoàn toàn có thể sẽ xảy ra. Với khu vực Tây Nguyên mà bạn đang hỏi thì mưa về chiều như vậy thì tốt nhất là chúng ta nên sắp xếp các cái kế hoạch. Nếu như mà là các du khách nhá, thì hãy sắp xếp các cái kế hoạch vui chơi vào buổi sáng, bởi vì là trời vẫn còn có nắng. Còn buổi chiều mưa như vậy thì thực sự là nó sẽ không thuận lợi cho cái chuyến tham quan và du lịch của chúng ta. Bạn Đông có hỏi Bắc Giang ngày mai có mưa không? Theo dự báo ngày mai Bắc Giang cũng có thể có mưa vào buổi sáng nhé bạn nhé. Anh Còi Hòa Bình mai mưa không? Có mưa buổi sáng ạ. Nguyễn Văn Phú Thiên hỏi thành phố Hồ Chí Minh tuần này có mưa không? Có ạ. Mới ngày hôm qua thôi thì mưa to cũng đã gây ra ngập úng ở nhiều tuyến đường ở tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Và hôm nay cũng có mưa, sang đến ngày mai dự báo vẫn sẽ tiếp tục có mưa ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhiều nơi khác của Nam Bộ. Cảnh báo sẽ có mưa vừa mưa to và mưa vào khoảng thời gian là chiều tối là chính nhé các bạn nhé. Biển mặn, lâu lắm mới nhìn thấy Sơn Anh. Vâng đúng rồi ạ, Sơn Anh vừa mới kết thúc một quãng thời gian nghỉ khá là dài. Và hôm nay thì đợt này thì Xuân Anh đã quay trở lại với các bạn khán giả rồi. Hy vọng là các bạn sẽ được tiếp tục có được sự ủng hộ của tất cả các bạn khán giả nhé. Rừng Tây Bắc hỏi Sơn La có mưa không? Sơn La có mưa vào ngày mai đấy ạ. Nhưng tập trung chủ yếu là buổi sáng. Trong ngày thì vẫn sẽ có những khoảng tạnh giáo. Đào Hải, xin chào. Nguyễn Thái Sơn hỏi Hà Tĩnh ngày mai có mưa không? Hà Tĩnh ngày mai có mưa. Xin chào Nguyễn Thái. Trung Nam Hải, Lèo Thương hỏi Sơn La có mưa không? Sơn La có mưa trong ngày bạn nhé. Vi Thanh Thuyên, Nguyễn Ngọc Tuấn hỏi Phú Thọ mưa hay không? Ở Phú Thọ dự báo là có thể có mưa trong đêm nay và sáng sớm ngày mai nhé. Nguyễn Thành chia sẻ Bắc Giang chưa thấy gì. Hiền Sabi hỏi Hà Nội ngày mai có mưa không? Ngày mai ở thủ đô Hà Nội có mưa em ạ. Mưa tập trung chủ yếu là vào buổi sáng. Còn trong ngày chủ yếu sẽ là trạng thái nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội ngày mai sẽ là 34 độ. Quang Anh hỏi Hải Dương ngày mai thời tiết thế nào? Hải Dương ngày mai cũng sẽ có mưa. Mưa tập trung chủ yếu là buổi sáng. Mưa ngắt quãng thôi chứ cũng không phải là mưa quá lớn. Thế nhưng mà bởi vì lần này cái mưa cảnh báo là mưa xảy ra sau chuỗi ngày nắng nhiều ấy. Đợt vừa rồi chúng ta rất nóng đúng không ạ? Thì nó sẽ thường gây ra cái xáo trộn mạnh trong bầu không khí. Và nó sẽ hình thành nên những cái ổ mây rông rất là mạnh. Và trong đó thì tiềm ẩn nguy cơ về sấm sét, gió giật, rồi mưa đá các thứ rất là nguy hiểm. Đó là cái mà thông tin cảnh báo. Chứ nó không chỉ đơn giản rằng là mưa là nhiệt không đâu, mà nó đi kèm với những cảnh báo thời tiết nguy hiểm nữa. Cho nên là các bạn cũng cần phải chú ý nhé. Nếu như mà chúng ta đi đường ấy, mà không kịp tìm nơi tránh trú kiên cố an toàn thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Chúng ta trong cái trường hợp bất khả kháng ấy, thì chúng ta cũng nên là tìm những cái nơi, những cái tòa nhà cao tầng mà kiên cố một chút để đừng tránh trú. Chứ đừng có tránh trú dưới các gốc cây, bởi vì là các gốc cây hoàn toàn có thể sẽ bị bật rễ hoặc là sẽ bị gãy đổ cành cây vì do là gió giật rất là mạnh. Xin chào Dung Bùi, Lục Phong. Quảng Ninh có mưa không? Mai Quảng Ninh có mưa nhé, chủ yếu buổi sáng. Tony Hiếu, Thái Nguyên chưa thấy mưa. Có thể trong đêm nay và sáng ngày mai Thái Nguyên sẽ có mưa nhé. Các bạn thân mến, là mưa đợt này thì không phải là đợt mưa lớn. Bởi vậy không phải rằng là chỗ nào cũng có mưa. Ví dụ như Xuân Anh có chia sẻ là ở Hà Nội có mưa chẳng hạn. Nhưng cũng không chắc rằng là Hà Nội sẽ có mưa cả ngày. Hoặc là tất cả các chỗ nào cũng ở Hà Nội cũng sẽ đều có mưa. Trong đêm nay thì dự báo có mưa ở thủ đô Hà Nội. Nhưng mà có thể là chỗ này mưa, chỗ kia không mưa. Mưa vài nơi. Đấy, kiểu đấy, mưa rải rác. Đợt mưa này không phải là một đợt mưa lớn nhé các bạn nhé, mà nó chỉ là đợt mưa giải nhiệt thôi. Và nó đi kèm với các cái cảnh báo thời tiết nguy hiểm do là nó xuất hiện sau những ngày nắng nóng. Chứ không phải là đợt mưa lớn về lượng nhé các bạn nhé. Có những cái đợt mưa mà các bạn có thể thấy là vào mùa mưa lũ ấy, thì nó có những cái đợt mưa dồn dập hàng trăm mm. Thì những cái đợt mưa đấy thì chúng ta lại đi kèm với cảnh báo khác. Đó là lũ quét sạt lở đúng không ạ? Còn lần này thì là mưa rông. Mưa rông thì sẽ sau những ngày nắng mạnh thì cảnh báo đó là rông sét này, lốc xoáy này, gió giật mạnh và có thể là cả mưa đá. Đó ạ. La Kim Thoa hỏi Lạng Sơn có mưa không? Có thể có mưa vào ngày mai bạn nhé. Mai Nhất Dương, Ninh Bình chưa thấy mưa. Chờ thêm thôi bạn ơi. Theo dự báo thì đêm nay sáng mai sẽ có mưa nhé bạn nhé. Nói chung là mưa thì chúng tôi dự báo là cập nhật liên tục. Cho nên rằng là các bạn cũng cố gắng là theo dõi thông tin cập nhật thường xuyên để có thông tin chính xác hơn. Bạn Sinh CP có hỏi Hòa Bình có mưa không? Ở Hòa Bình dự báo là có thể có mưa trong đêm nay và sáng ngày mai nhé. Phạm Niêm, lên sóng là sóng rôm rả hẳn lên. Ô, có thật thế không ạ? Mình nghĩ rằng là bình thường thì các bản tin livestream của các bạn ấy gì khác chắc cũng đông người vào tương tác lắm. Ngày xưa Doanh vào tương tác thì Doanh thấy là phải có đến hàng nghìn bạn khán giả vào xem. Nhưng bây giờ thấy có khoảng gần 200 thế này là cũng cảm thấy hơi ít rồi. Hoàng Thị Liên, Nguyễn Văn Chí, lâu không thấy Xuân Anh. Vâng đúng rồi, Xuân Anh bây giờ đã quay trở lại đây rồi ạ. Và hy vọng rằng là các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho Xuân Anh nhá. Long Huyền ạ, tớ hỏi mãi về Hải Phòng mai có mưa không? Rất là xin lỗi bạn, bởi vì là rất là nhiều bạn comment ở dưới này cho nên là cái comment của bạn nó bị trôi. Hải Phòng dự báo ngày mai có mưa. Tuy nhiên này cũng không phải là mưa lớn mưa nhiều đâu. Mưa có thể ngắt quãng trong buổi sáng. Nhiệt độ tại Hải Phòng ngày mai cao nhất sẽ là khoảng 33 độ bạn nhé. Xin chào bạn Trần Cường, Mộc Lan, Tuyến Văn Nguyễn. Ở Hà Nội, quận Đống Đa bắt đầu mưa rồi bạn ơi, đúng rồi ạ. Đã lác đác có những nơi đã có mưa rồi. Theo dự báo thì ở thủ đô Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục có mưa trong đêm nay và có thể ngắt quãng đến sáng ngày mai nữa các bạn nhé. Trịnh Tuấn hỏi Thanh Hóa có mưa hay không? Thanh Hóa có mưa, tuy nhiên thì mưa không nhiều. Trung Vũ hỏi Tuyên Quang có mưa hay không? Ở Tuyên Quang dự báo có mưa ạ. Tuy nhiên là mưa cũng tập trung chủ yếu trong đêm nay sáng mai. Phạm Niêm, Xuân Anh ơi cho hỏi thời tiết Ninh Bình ngày mai. Vâng, Ninh Bình dự báo rằng là ngày mai có mưa đấy ạ. Mà mưa tập trung chủ yếu vào buổi sáng nhá. Còn cảm giác trong ngày vẫn sẽ hơi on một chút. Đến giữa trưa thì cao nhất là khoảng 33 độ. Tất nhiên là đây là cái thông tin dự báo cập nhật tới thời điểm hiện tại nhé. Còn sang đến sáng ngày mai chúng tôi lại có rất là nhiều những cái bản tin thời tiết lên sóng, và lúc đó thì lại tiếp tục cập nhật thông tin, thì có thể là cái chênh lệch nhiệt độ nó sẽ khác hoặc là như nào đó nữa, thì các bạn nên cập nhật vào buổi sáng ngày mai. Còn bây giờ là chúng ta có để chúng ta chuẩn bị trước thôi, chuẩn bị trước kế hoạch thôi. Thảo Vân hỏi Bắc Giang có mưa hay không? Bắc Giang khả năng có mưa trong đêm nay và sáng mai nhé. Nguyễn Tuân hỏi Thái Nguyên có mưa không? Có thể có mưa trong đêm nay và sáng ngày mai ạ. Tuấn Công Mạnh, đúng rồi bạn ạ. Đỗ Thơm, Thái Nguyên có mưa hay không? Có mưa ạ. Thái Nguyên có mưa, theo dự báo vẫn là có mưa đêm nay và ngày mai. Đinh Thị Kiều Anh, xin chào. Đào Thanh Loan, xin chào. Nghệ An mai có mưa không? Có mưa đấy bạn ạ, nhưng mà mưa không nhiều đâu. Hà Thủy, xin chào. Đồng Liên, xin chào nhá. Nguyễn Sáu, Bắc Ninh đi bạn ơi. Bắc Ninh dự báo ngày mai có mưa bạn ạ. Nhiệt độ cao nhất là khoảng 33 độ. Xóa ký ức. Rồi, tên Facebook của bạn là Xóa ký ức. Quảng Ninh có mưa hay không? Quảng Ninh ngày mai dự báo có mưa vào buổi sáng nhé. Không biết rằng là sau khi Xuân Anh trả lời xong thì bạn có nhớ không, hay là giống như tên Facebook là bạn xóa luôn. Đăng Khoa hỏi Phú Thọ có mưa không? Có mưa bạn ạ, tập trung vào đêm nay và sáng ngày mai. Trần Hải Linh hỏi thành phố Nam Định, có thể có mưa vài nơi ở thành phố Nam Định ngày mai nhé. Nguyễn Trường Oanh, bé gái ạ. Xin chào Diệu Hương. Hà Giang Trần, Nguyễn Trường hỏi Hà Giang có mưa không? Hà Giang ngày mai dự báo có mưa. Mưa chủ yếu là vào buổi sáng. Nguyễn Thành hỏi Nghệ An có mưa không? Có ạ, trong đêm nay sáng mai Nghệ An cũng có thể có mưa, nhưng mà mưa không nhiều đâu ạ. Xin chào bạn Mạnh Sáng, Hoàn Vũ Đinh, Hoàng Thủy, xin chào. Cảm ơn các bạn đã vào tương tác với bản tin livestream vào khung giờ này. Xuân Anh nghĩ rằng là có lẽ là 7 giờ là giờ mà mọi người cũng chưa thực sự là tập trung cho bản tin livestream được, bởi vì còn đang ăn uống, đúng không ạ? Và những hôm nay livestream sớm hơn thì là thấy là ít bạn tương tác hơn. Hoặc cũng có thể rằng là sau nhiều ngày nắng nóng thì chúng ta đang rất mong những cơn mưa giải nhiệt, bởi vậy mà bản tin livestream ngày hôm nay được nhiều bạn khán giả quan tâm hơn chăng? Có phải không ạ? Các bạn khán giả ở miền Bắc hỏi rất nhiều luôn. Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh hỏi rất nhiều. Và theo dự báo, Xuân Anh nhắc lại một chút nhé. Đó là theo dự báo thì ở khu vực Bắc Bộ là khả năng trong đêm nay và sáng ngày mai sẽ có mưa. Và mưa thì dễ đi kèm với rông lốc, sấm sét, gió giật mạnh. Ở đây thì có bạn Kim Nhạn chia sẻ là Hà Nội chưa thấy mưa. Thì nhưng mà ở khu vực quận Đống Đa là đã có mưa, đã ghi nhận là có mưa rồi nha bạn nha. Tức là ở đây là Xuân Anh cũng muốn chia sẻ rằng là đợt mưa này, lần mưa này không phải là một đợt mưa lớn. Cho nên các bạn cũng nên phân biệt với cái việc là khi mà chúng ta dự cảnh báo có một đợt mưa lớn ấy, thì có thể là mưa trên diện rộng, có thể là rất nhiều tỉnh thành là cũng có mưa. Thế nhưng mà lần này thì không phải là cái mưa theo kiểu như thế, mà sẽ là lúc này tỉnh này mưa, lúc kia tỉnh kia mưa, và thậm chí trong cùng một địa phương thì có thể chỗ này mưa chỗ kia không mưa. Đó. Thế nhưng mà nhìn chung là có mưa đó các bạn nha, dự báo là có mưa nha. Bạn Cường Trần hỏi Gia Lai thời tiết ngày mai thế nào? Gia Lai ngày mai cũng có mưa, tập trung chủ yếu là về chiều tối. Ở khu vực các tỉnh thành ở phía Bắc thì ngày mai là mưa chủ yếu là buổi sáng, trong đêm nay và sáng mai. Còn ở các tỉnh thành phía Nam như là Tây Nguyên, Nam Bộ thì lại là mưa tập trung vào chiều tối. Có những điểm sẽ có mưa to và cần đề phòng với ngập úng cục bộ nhé. Đó là các bạn ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Đỗ Hiền ở Thanh Hóa có mưa hay không? Thanh Hóa ngày mai dự báo cũng có mưa. Có. Hương Hoàng có mưa không? Thanh Hóa có mưa không có đó. Nhưng mà mưa không nhiều đâu. Ngày mai ở Thanh Hóa mưa không nhiều. Dũng Đinh hỏi Hà Nội ngày mai có mưa chưa? Hà Nội ngày thực ra là đã có mưa rồi. Ngay bây giờ là ở Hà Nội đã có mưa ở Đống Đa rồi. Và mưa sẽ có những chỗ khác cũng có mưa nữa. Còn Xuân Anh cập nhật được ở Hà Nội, ở Đống Đa có mưa, vì là Xuân Anh cũng đang ở quận Đống Đa đây, và cũng vừa ngoài trời nên là cũng biết là ở Hà Nội đã có mưa rồi. Khánh Trần, thành phố Hồ Chí Minh là thì sao, đúng không ạ? Ở thành phố Hồ Chí Minh thì chiều hôm qua mưa cũng đã gây ngập nhiều nơi này, hôm nay cũng đã có mưa này, và sang đến ngày mai thì dự báo rằng là tại thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tiếp tục có mưa dông nữa. Mưa thì tập trung chủ yếu là vào thời gian chiều tối, và có thể là sẽ có xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ tiếp, chứ không phải là không đâu ạ. Cảnh báo vẫn sẽ có mưa to, gây ra ngập úng cục bộ. Kim Nhạn, Gia Lâm có mưa không? Thực ra ở đây ngay bây giờ đây thì Xuân Anh không có radar để cập nhật cho các bạn được, nên là thôi thì cũng xin nhờ các bạn khán giả cập nhật hộ Xuân Anh vào đây. Xuân Anh chỉ đang ở quận Đống Đa nên biết được là quận Đống Đa có mưa thôi. Xem radar thì sẽ biết ạ. Nhưng mà tại vì ở đây thì là Xuân Anh chỉ có một cái điện thoại này để livestream thôi, cho nên là không có điện thoại khác để check radar cho các bạn. Hơi tiếc một chút. Cảm ơn các bạn nhé, có bạn khán giả Xuân Anh vừa mới đọc được xem thì thấy nhiều thông tin hơn hẳn các biên tập viên khác. Xuân Anh cũng rất là cảm ơn về cái sự ghi nhận đó của các bạn. Và thực ra thì có được cái sự ủng hộ và cái sự ghi nhận đó của các bạn, đó là một cái niềm tự hào, và thực sự là Xuân Anh rất là biết ơn và cảm ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ cho Xuân Anh trong suốt thời gian vừa qua cho đến tận thời điểm này. Tuy không phải là một cô gái mới 19 đôi mươi chân ướt chân ráo vào và xinh đẹp trẻ trung ngút ngàn nữa, nhưng mà có được cái sự ủng hộ như vậy, thi thoảng đọc được những cái lời động viên như vậy, cảm thấy mình rất là thực sự rất là xúc động đấy ạ. Cảm ơn các bạn. Dù chỉ là vài bạn khán giả cảm ơn mình cũng cảm thấy rất vui. Mình cảm ơn các bạn. Đức Doi ạ, cảm ơn bạn về những thông tin. Vâng, cảm ơn. Nguyễn Hải Thanh ạ. Xin chào. Bây giờ vẫn có các bạn mới bắt đầu mới vào xem livestream, thì không biết là ngoài các bạn có muốn hỏi thời tiết ở đâu. Vũ Duy hỏi Thạch Thất ngày mai có mưa hay không? Thực ra là bạn hỏi hơi chi tiết quá. Nếu bây giờ bạn hỏi Hà Nội có mưa không thì Xuân Anh có thể trả lời được là Hà Nội đêm nay sáng mai có mưa nhá. Nhưng mà để hỏi chi tiết là ở Thạch Thất ngày mai có mưa hay không thì cái đấy là câu hỏi khá là khó, và Xuân Anh thực sự là cũng không dám trả lời với bạn. Bởi vì lần này không phải là đợt mưa lớn, Xuân Anh đã chia sẻ rồi. Bởi vậy cho nên rằng là có thể chỗ này mưa, chỗ kia không mưa. Đúng rồi ạ, bạn Cường Trần ạ, Gia Lai mấy ngày nay nóng, mà về chiều tối thì chuyển mưa rông, nhưng mưa thì lượng không lớn. Đúng ạ. Ở Gia Lai cũng như là ở hầu khắp khu vực Tây Nguyên Nam Bộ thì chúng ta đang chịu cái tác động từ gió mùa Tây Nam. Bởi vậy mà cái tính chất của cái đới gió này đó chính là nó gây mưa tập trung là về chiều tối. Và thậm chí là có những hôm mà cái gió mùa Tây Nam này nó hoạt động mạnh ấy, thì nó đưa ẩm vào thì nó sẽ còn xảy ra mưa sớm từ trưa. Một số nơi thậm chí là còn mưa sớm từ sáng nữa cơ. Đấy là cái tính chất đặc biệt riêng của gió mùa Tây Nam, thì là nó thường gây mưa vào khoảng thời gian như vậy. Đấy cho nên là ở Gia Lai như bạn có chia sẻ ấy, thì là buổi sáng ban ngày cũng có nắng, nhưng mà về chiều tối là nó có mưa, là bởi vì như vậy. Út Lê Dương ạ, bạn hỏi thời tiết tại Quảng Bình. Xuân Anh cũng đã từng đến Quảng Bình và Xuân Anh cảm thấy Quảng Bình là một vùng đất rất là đẹp, các bạn ở đấy rất là đáng yêu, dễ mến. Ở Quảng Bình thì dự báo ngày mai cũng sẽ có mưa, tuy nhiên thì trong ngày vẫn sẽ có khoảng nắng nhá. Xin cảm ơn bạn khán giả Nguyễn Thanh Hải. Hán Ngô Văn ạ, Nam Định có mưa hay không? Nam Định ngày mai dự báo có mưa tập trung buổi sáng ạ. Kim Nhạn hỏi bao giờ cái đợt nóng mới ở Bắc Bộ. Trời ơi, chúng ta bây giờ còn đang chờ đón những cái ngày mà thời tiết mát mẻ đúng không ạ? Chúng ta hãy cứ tận hưởng nó đi đã ạ. Việt Anh ạ, Hà Nội có mưa rồi đấy chị ạ. Cảm ơn Việt Anh đã cập nhật thông tin tại Hà Nội. Và Việt Anh đang ở đâu, Việt Anh đang ở quận nào thì Việt Anh cũng thể comment vào một chút được không? Tại vì có những bạn, ví dụ như là các bạn ở Gia Lâm, các bạn bảo là các bạn ấy chưa thấy có mưa ở thủ đô Hà Nội. Đống Đa thì ghi nhận là có rồi. Việt Anh vừa bảo là Hà Nội có mưa rồi thì mưa ở đâu thì có thể comment nhé. Bon Công hỏi tối nay ngày mai Hà Nội có mưa không, bởi vì vào muộn nên không biết thông tin. Ở thủ đô Hà Nội đấy, có những bạn khán giả là cập nhật là cũng đã có mưa rồi đấy ạ. Ví dụ như Xuân Anh được biết là ở Đống Đa là cũng đã có mưa rồi, một số ở khu vực khác cũng đã có mưa rồi. Và đêm nay sáng sớm ngày mai thì Hà Nội vẫn sẽ tiếp tục có mưa nhá. Bùi Dự, Đan Phượng, nắng nóng quá chị ạ. Ban ngày thì nóng lắm đúng không ạ? Và chúng ta đều đang rất chờ mong những cơn mưa. Theo dự báo thì là có mưa, và chúng ta hãy cùng chờ đón nhé. Hôm qua Xuân Anh cũng dự đoán là có mưa, và thực sự là cũng chờ mãi đấy. Thực ra cũng đã có những chỗ có mưa thật, nhưng mà nó không mưa tới chỗ của Xuân Anh. Mình cảm giác là mình dự báo sai, nhưng hôm nay xem lại số liệu thì hoàn toàn không phải như vậy. Có chỗ có mưa thật. Bon Công ạ, Gia Lâm đây có gió to mà chưa thấy mưa. Vâng, hy vọng rằng là chỗ bạn sẽ có thể có mưa được. Bạc Acid, Vĩnh Phúc 3 ngày tới ra sao? Khả năng rằng là sẽ có mưa, tuy nhiên thì mưa không quá nhiều đâu. Ôi các bạn cứ vẫn chưa thấy mưa. Xuân Anh dự báo rằng khoảng đêm nay nhá, theo như thông tin dự báo mà Xuân Anh đang có hiện tại thì sẽ là khoảng đêm nay sáng mai sẽ có mưa. Nói chung là các bạn, chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi thôi. Còn để mà có thể rằng là như Xuân Anh chia sẻ đấy, ví dụ như lúc này mà Xuân Anh đang ở khu vực khác của Hà Nội thì có thể cũng sẽ không biết được rằng là đang có mưa đâu. Thế nhưng mà ở Đống Đa thì lại đang có mưa rồi. Đó, mưa đến đâu thì biết tới đó đấy ạ. Chỗ mình có gió, thành phố Ninh Bình có gió to đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Bây giờ Xuân Anh đang không có cái điện thoại khác để có thể cập nhật radar cho các bạn được. Mà nếu mà ra ngoài thì Xuân Anh sợ là nó bị thoát ra, sợ nó bị mất, nó bị ngắt kết nối mất. Nhưng mà ở thủ đô Hà Nội là có mưa rồi, và khả năng rằng là một số tỉnh thành khác là cũng đã nổi giông gió và sẽ có mưa đấy ạ. Bắc Giang đêm nay có mưa không Nguyễn Luân? Theo dự báo là có mưa nhé bạn nhé. Baby Bay ạ, Xuân Anh vừa chia sẻ thứ 5 rồi đó. À, chia sẻ Bắc Giang rồi đó. Quang Huy hỏi Đà Nẵng nhiệt độ ra sao? Đà Nẵng này, Đà Nẵng và một số nơi khác ở phía Nam miền Trung thì dự báo ngày mai vẫn sẽ có thể có nắng nóng 35-36 độ. Chỉ có Nha Trang và Phan Thiết là sẽ dịu hơn thôi, là 32 độ thôi. Còn lại ở từ Đà Nẵng trở vào đến khu vực Tuy Hòa ấy, là vẫn có thể nắng nóng 35-36 độ. Các bạn ơi, từ nãy đến giờ thì Xuân Anh cũng đã chia sẻ những cái thông tin thời tiết đáng chú ý cho ngày mai rồi. Và hy vọng rằng là những gì mà Xuân Anh chia sẻ thì sẽ có ích cho kế hoạch của các bạn trong ngày mai. Tất nhiên là nó sẽ còn cập nhật, mà nó không phải là thông tin Xuân Anh thông báo với các bạn, mà đây là Xuân Anh dự báo với các bạn thôi. Xuân Anh cũng rất hy vọng là những cái dự báo này nó sẽ đúng và nó sẽ thực sự là có ích cho kế hoạch của các bạn ngày mai. Còn bây giờ thì thời lượng của bản tin livestream cũng kết thúc rồi. Vậy thì Xuân Anh xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin livestream lần sau nhé. Nếu như mà các bạn còn tiếp tục theo dõi và ủng hộ bản tin livestream này thì chúng tôi sẽ luôn luôn và sẽ lấy rất là nhiều những cái thông tin hay để có thể chia sẻ với cả các bạn. Hy vọng rằng là các bạn sẽ yêu thích bản tin livestream này hơn nữa nhé. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.